trình Kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn đang đến với chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Các bạn thân mến, biển đảo được ví như một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, không thể tách rời. Nơi ấy, những người lính đảo vẫn cầm chắc tay súng, ngày đêm gìn giữ hòa bình cho đất nước. Các anh phải chịu bao thiếu thốn, bao gian khổ, hiểm nguy. Nhưng với tình yêu biển đảo, yêu quê hương sâu sắc thì không gì là không thể vượt qua. Tập truyện ngắn Đạo Thức của tác giả Nguyễn Thu Hằng là tập hợp của 18 câu chuyện ngắn viết về đề tài biển đảo, đã góp một phần nhỏ trong công cuộc khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Mỗi câu chuyện sẽ mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc khác nhau. Bằng cách viết chân thực, pha lẫn chút hài hước, chút hóm hỉnh, khiến những câu chuyện buồn cũng trở nên vui tươi, hấp dẫn người đọc ngay từ những dòng đầu tiên. Có thể nói, viết về đề tài biển đảo chính là thế mạnh của tác giả Nguyễn Thu Hằng, nơi chị đã từng nhận được nhiều giải thưởng ở các cuộc thi viết về đề tài này. Tập truyện ngắn Đạo Thức thể hiện sự hiểu biết phong phú về cuộc sống vật chất tinh thần của các anh lính đảo cùng cuộc sống của những ngư dân trên đảo hay ở làng chài ven biển. Tình yêu người lính dưới ngòi bút của Nguyễn Thu Hằng hiện lên chân thật, lãng mạn, đầy thi vị. Đó là tình yêu của chàng lính trẻ với những rung động đầu đời, những khát khao, những ước mơ về mối tình với cô sinh viên năm cuối ngành sư phạm trong Chủ điệu sống. Hay những đêm thao thức khôn nguôi cùng nỗi nhớ nơi đảo xa dành cho đất liền, dành cho người mẹ tóc đã hoa râm trong biển mơ. Nỗi nhớ hầu như bao trùm tất cả các câu chuyện trong sách, nhưng chính nhờ nỗi nhớ mà các chàng lính hải quân càng cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vì các anh biết rằng, ở bờ kia, nỗi nhớ vẫn còn hậu phương vững chắc đang chờ. Đọc sách để thấy được rằng, giữa biển khơi mênh mông, sóng gió quanh năm, thời tiết khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ nhà chàng DK1 vẫn khắc phục khó khăn, tích cực tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm sạch, qua đó giúp cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe, góp phần giúp những người lính biển đảo đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hoạt động tăng gia sản xuất cải thiện đời sống tại nhà chàng DK1 được các đơn vị ở nhà chàng đẩy mạnh từ năm 2015. Cán bộ chiến sĩ đóng quân tại đây tận dụng tối đa diện tích trồng rau xanh, tăng cường đánh bắt cá, xây dựng chuồng trại, nuôi lợn, gà, vịt. Hiện tổ chức tăng gia tập trung cũng được phân thành khu riêng biệt trên các nhà chàng cũ để đảm bảo vệ sinh, tách biệt với khu nhà ở của cán bộ chiến sĩ. Đất nước Việt Nam với hình chữ S có bờ biển dài hơn 3.000 km từ Bắc xuống Nam, chiếm tỷ lệ khoảng 100 km vuông đất liền. Trên 1 km bờ biển và trên 3.000 hòn đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong 63 tỉnh thành phố của Việt Nam có 28 tỉnh thành phố giáp biển. Từ xa xưa, biển đảo là một bộ phận cấu thành phạm vi chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Các hải đảo và quần đảo cùng với đất liền tạo ra môi trường sinh tồn và phát triển đời đời của dân tộc ta. Trong thời đại hòa bình hôm nay, Việt Nam được đánh giá là một quốc gia ven biển có những ưu thế và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực và thế giới. Biển đảo càng có tầm quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
lịch sử dân tộc đã ghi nhận trong 14 cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù đối với nước ta, thì có 10 cuộc bắt đầu từ hướng biển. Như vậy, có tới 2/3 các cuộc chiến tranh, kẻ thù đã sử dụng đường biển để tấn công xâm lược nước ta và đã bị dùi thay tại những tuyến phòng thủ này. Bước sang thế kỷ 21, thế kỷ của biển và đại dương, các nguồn tài nguyên trên đất liền đang ngày càng cạn kiệt. Vì thế, các quốc gia ngày càng quan tâm tới nguồn tài nguyên từ biển cả, nơi bắt đầu các mưu đồ đe dọa hòa bình. Trường Sa, Hoàng Sa giờ đây là tâm điểm. Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý và lịch sử khẳng định rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta làm chủ thực sự ít nhất từ thế kỷ 17, khi hai quần đảo này chưa thuộc bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta đã làm chủ trên thực tế và liên tục hòa bình. Đó là một lời tuyên bố hùng hồn về việc xác lập chủ quyền đối với các vùng biển đảo của Việt Nam, đồng thời là sự nhắc nhớ về thái độ cương quyết nhưng bình tĩnh của chúng ta. Và hơn hết, đó là một bức tâm thư gửi tới nhân dân cả nước về ý thức và trách nhiệm đối với chủ quyền biển đảo của quê hương. Đối với mỗi chúng ta, một cuộc đời là để làm biết bao nhiêu điều, để học tập, vui chơi, phấn đấu cho sự nghiệp, cho tình yêu, cho gia đình và cho nhiều điều hơn thế nữa. Nhưng đối với những người chiến sĩ nơi biển đảo, cuộc đời là để sống và bảo vệ thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, sống là để phục vụ hết mình cho Tổ quốc thân yêu. Những mất mát của các anh đôi khi chúng ta không thể nói bằng lời. Dân tộc Việt Nam anh hùng là thế đó. Đất nước chúng ta luôn có những người con. Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau. Gần đây chúng ta nghe nhiều hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình rối ren tranh chấp trên biển đảo. Giới trẻ chúng ta đôi khi chỉ biết ngắm nhìn cái đẹp của biển mà lãng quên đi trách nhiệm giữ gìn bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Nhưng không, tôi tin rằng thế hệ lớp trẻ chúng tôi, những con người Việt Nam ưa chuộng hòa bình, sẽ biết hóa tình yêu thành sức mạnh, gieo hành động bằng chính phần công sức dù nhỏ bé của mình. Một khi cuộc đấu tranh ấy đến gần hơn, biển đảo cần chúng ta, thì sức mạnh của cả dân tộc ắt sẽ làm nên lịch sử. Không chỉ dừng lại ở việc viết về người lính đảo thời nay, tác giả còn khéo léo lồng ghép nhiều câu chuyện về những người lính hy sinh trên đảo trong thời chiến, như trong câu chuyện Trường Sa trong lòng Tổ quốc hay câu chuyện Bản đồ xanh. Các anh đã không tiếc máu xương của mình, kiên cường, dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để khẳng định chủ quyền lãnh thổ, để ngọn quốc kỳ mãi phất cao trên đảo Cô Linh. Hay trận hải chiến trên đảo Gạc Ma đã đi vào lịch sử. Rất nhiều anh chiến sĩ đã hòa máu và nước mắt mình vào biển khơi, bỏ lại mẹ già con thơ nơi đất liền. Tập truyện ngắn Đạo Thức đã góp phần khơi dậy tình yêu biển đảo sâu đậm trong lòng mỗi độc giả. Bằng cách kể chuyện chân thành, cách tạo hình nhân vật cùng những tình huống sinh động, giúp các thế hệ trẻ hiểu thêm về truyền thống đấu tranh bất khuất của cha ông trong sự nghiệp bảo vệ biển đảo quê hương. Như lời Bác Hồ đã từng căn dặn, ngày xưa ta có đêm, có rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển nước ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn và phát huy nó. Mỗi người thể hiện tình yêu nước, yêu biển đảo khác nhau, nhưng với tất cả đều thể hiện tình cảm mãnh liệt ấy bằng nhiệt huyết của trái tim và lòng nhân ái. Hãy yêu nước bằng một trái tim nóng, cái đầu lạnh và những hành động thực tiễn góp phần bảo vệ biển đảo, như học tập nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, hiểu biết sâu sắc về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc để tìm ra phương thức bảo vệ chủ quyền một cách hữu hiệu, xây dựng, củng cố lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lập tự cường, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, tích cực học tập kiến thức quốc phòng an ninh, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ quốc phòng, tích cực tham gia các phong trào của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phong trào Mùa hè xanh, phong trào thanh niên tình nguyện hướng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Chị thân mến, cuốn sách Đạo Thức đang có mặt tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.